Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Bình Dương nha. Hiện tại thì mình đang có mặt cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 1 ở dòng xe An Phú nha các bạn ha, cái chi nhánh mà mình mới khai trương ấy. Ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn về dòng xe WinX 2021 ha, về giá cả cũng như là những cái hàng hóa mình cửa hàng mình đang có nha các bạn. Thì hiện tại giá của dòng xe WinX 2021 các bạn nó cũng giảm một tí xíu so với thời điểm mà clip trước mình báo cho các bạn á, thì mình sẽ báo cụ thể cho các bạn luôn nha. Rồi, cái phiên bản mà các bạn đang theo dõi trên màn hình á, đây là cái phiên bản đen mờ hay còn gọi là phiên bản đen vàng đồng nha các bạn. Đó, phiên bản này á với cái phiên bản mà camo ABS các bạn, thì bản camo ABS màu xanh bạc đen hoặc là đỏ bạc đen á thì giá sẽ bằng nhau ha. Thì bên mình sẽ đang bán mức giá là 46.500.000 đó. 46.500.000 các bạn ha. Đó, 45.500.000 thôi các bạn. Đó, mình báo nhầm ha. Chỉ là 45.500.000 thôi, phiên bản đen vàng đồng và cái phiên bản camo. 45.500.000 ha. Rồi, tiếp theo là cái phiên bản phanh thường. Đây, phiên bản phanh thường ha các bạn. Phiên bản phanh thường thì bên mình sẽ đang bán mức giá là 41.800.000. Đó, nó cũng giảm một chút đỉnh so với thời điểm mà đầu tháng 11 nha các bạn. Đây là màu đỏ nha, màu đỏ đen. Rồi, phía bên đây á là cái màu đen bóng. Đó, đây là cái màu đen bóng nha. Ngoài ra nó cũng có cái màu xanh đen và cái màu đen xanh nữa. Thì hàng không có về, mình không chưng ở đây nha các bạn. Rồi, tiếp theo đó là cái phiên bản thể thao ABS. Bên mình sẽ đang bán mức giá là 47.000.000 nha các bạn ha. 47.000.000 phiên bản thể thao ABS ha các bạn. Còn đối với phiên bản mà đường đua thì mình sẽ đang bán mức giá là 46.500.000. Thì giá mình báo cho các bạn á là đã bao gồm VT rồi, chưa phí đăng ký ra biển số nha các bạn. Và trong tháng 12 này Honda Việt Nam cũng cho ra mắt cái chương trình trả góp lãi suất chỉ từ 0,79%, kèm theo đó là nước Giáng sinh gin 5.000.000 nha các bạn. Và cái chương trình 5.000.000 này á nó sẽ khác một chút xíu so với cái chương trình 4.000.000 của tháng 11 nha các bạn. Thay vì chương trình 4.000.000 của tháng 11 á, các bạn sẽ được trừ 4.000.000 vào cái thời điểm mà các bạn mua luôn. Ha, trừ 4.000.000 vào thời điểm các bạn mua luôn. Còn đối với cái chương trình 5.000.000 của tháng 12 này á là các bạn sau khi nhận cà vẹt gốc thì các bạn sẽ lên cửa hàng ha, nhận cà vẹt gốc và bên cửa hàng sẽ làm thủ tục đăng ký cái chương trình lì xì 5.000.000 đó cho các bạn. Thì các bạn sẽ được hoàn lại 5.000.000 ha. Thì trước sau thì các bạn cũng được trừ 5.000.000 thôi. Nhưng mà có một cái là nặng, một cái là nặng cái khoản tiền mà mình mua ban đầu các bạn. Thì những bạn nào mà điều kiện kinh tế mình không có thì các bạn có thể là mượn đỡ ở gia đình cũng như là người thân của mình ha. Khi mà có biển số rồi, có cà vẹt rồi thì nhận biển nặng, nhận 5.000.000 đó lại và sẽ trả lại cho bạn bè ha. Đừng có giật luôn nha các bạn. Đó, thì đó là mình cập nhật cái thủ tục cũng như là cái quy trình khuyến mãi trả góp khuyến mãi 5.000.000 đó, đối với tháng 12 cho dòng xe WinX 2021 nha các bạn. Còn về cái trả góp các bạn, trả góp thì nó có hai gói. Cái gói 0,79% á thì nó bao gồm thủ tục nó gồm gà hơn, là nó cần chứng minh nhân dân rồi bằng lái xe hoặc là hộ khẩu và chứng minh thu nhập rồi chứng minh nơi ở và bảo hiểm y tế nữa các bạn ha. Thủ tục nó gồm gà hơn. Còn những bạn nào mà muốn đơn giản hơn á thì các bạn có thể là mua cái gói đó là 0,99%, thì nó cũng không có mắc hơn bao nhiêu tiền đâu các bạn, nhưng mà thủ tục nó nhanh gọn lẹ hơn ha. Chỉ cần chứng minh nhân dân bằng lái và chứng minh nhân dân hộ khẩu thôi là mình sẽ làm hồ sơ được rồi, và trên 18 tuổi mình sẽ làm hồ sơ được nha các bạn ha. Và các bạn chỉ cần là trả tầm khoảng đâu đó 30% ha, 30% là các bạn sẽ được tham gia cái gói đó rồi ha, 30% thôi. Đó, rồi mình sẽ quay cho bạn xem một số dòng xe lên màu ha, cũng như là những cái món đồ chơi trang trí thêm. Chiếc này là chiếc xanh bạc đen camo, phiên bản gốc là xanh bạc đen camo nha các bạn ha, đã được lên màu xanh nè. Đó, phiên bản ABS ha. Thì đối với những bạn nào mà yêu thích đam mê tốc độ chạy nhanh á thì các bạn nên mua cái thắng ABS nha các bạn ha. Chẳng may có trường hợp mà mình thắng gấp á thì có ABS thì nó cũng an toàn hơn các bạn nha, nó giúp xe mình nó không bị ngã đổ ha, ngã về trước ha các bạn. Đó, rồi đây là phanh thường ha. Rồi phía bên đây là cái con màu đen bóng nè. Màu đen bóng này á
bên mình lên khoảng 9,7 triệu tiền lên màu nha các bạn ha. Rồi tiền lên đồ chơi là bao gồm cái mâm nè, ha, cái mâm cu ni các bạn ha, mâm màu đỏ đen cực kỳ đẹp luôn. Rồi lên cái xi nhan nè các bạn ha, lên cái xi nhan đó, lên xi nhan ha. Rồi mặt trước thì mình có gắn một cái kính chắn gió người dơi và cái mặt nạ bột chi mũi này đây đó. Rồi phía sau này á thì mình có ốp những cái carbon nè các bạn, ốp carbon ha, cặp gắt chăn Asigo, cặp gắt chăn Asigo ha, và cái mâm đó là nguyên cặp luôn nha các bạn, nguyên cặp luôn, và cái phục nữa nha, phục Asigo phục dầu đó. Thì nguyên chiếc này á 41,8 triệu, coi như 42 đi thì các bạn cộng cho mình 9,7 triệu nữa thì sẽ ra là 51,7 triệu, coi như 51,5 triệu ha. Thì các bạn sẽ mua trả góp được chiếc này, và các bạn chỉ cần trả trước giùm mình khoảng tối thiểu là 20%, thì đâu đó cũng khoảng mười mấy triệu, 11-12 triệu đấy, đó là các bạn sẽ mua trả góp được con này ha. Còn nếu mà các bạn mua trả góp là số ưu đãi thì bạn trả cho mình 30% ha, tầm khoảng 15 triệu. Đây, phiên bản màu đen bóng thanh thường cực kỳ đẹp luôn ha, thấy đẹp chưa. Rồi đó, còn đây thì cái chiếc màu màu đỏ nè, màu đỏ thì bạn thấy là bình thường. Rồi chiếc bên kia là đen bằng đồng thì mình cũng có gắn rồi ha, đó mình cũng gắn đồ chơi một ít rồi cho bạn tham khảo thêm đây đó. Rồi để mình ra phía trước mình quay cho các bạn xem những cái xe nguyên bản ha. Chiếc mà các bạn đang xem á là cái 4 chiếc xe mà nguyên bản nha các bạn ha, là sẽ có chiếc màu đen vàng đồng nè, phiên bản 2020. Rồi cạnh phía đây là cái phiên bản đen bóng nha các bạn, đen bóng nha. Rồi phía đây là phiên bản đen đỏ đen, phiên bản 2021 nha, hai phiên bản này thanh thường nè, đó thanh thường. Rồi phía bên đây á là cái phiên bản camo xanh mặt đen phiên bản 2019 nha các bạn, đó ABS nè. Rồi đây là thanh thường, đó thanh thường nha các bạn. Rồi chiếc này là thắng ABS đó. Thì đây là những cái chiếc nguyên bản nè, đó nguyên bản thì hồi nãy mình có báo giá cho các bạn rồi các bạn ha. Nguyên bản thì chiếc này là 41, hai chiếc này là 41,8 triệu đó, còn chiếc bên đây là 45,5 triệu đó, bên đây cũng 45,5 triệu luôn. Thì đó là giá mình báo cho bạn xe nguyên bản ha. Rồi thì những bạn nào muốn mua dòng xe Vitis á thì các bạn nên mua trong giai đoạn này ha, được giảm giá rồi được khuyến mãi trả góp này kia, và được tặng bộ quà giá 1,2 triệu của cửa hàng nữa các bạn, và đặc biệt là có chương trình bốc thăm trúng thưởng ha, trúng xe Venpha. Rồi thì những bạn nào mà đang có dự định mua xe Vitis thì các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc là số Zalo, Facebook mình để trên màn hình nha các bạn, hoặc là các bạn hãy là comment phía bên dưới ha, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn rất tận tật những cái thủ tục trả góp cũng như là những câu hỏi mà các bạn thắc mắc nha các bạn. Rồi các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình nha. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, xin cảm ơn các bạn.